quá dữ rồi. Quá dữ rồi các bạn. Ôi ơi, con trời nó chạy kìa má ơi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên một cái xã ấp, xin lỗi các bạn, ấp Vĩnh Thành, xã Hòa Hiệp, huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang ha. Cái chỗ này là tàu thuyền vỏ đưa đò chạy rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha, cái chiếc vỏ đây nó chạy rất là dữ dội luôn. Cái này ở chỗ này là người ta còn kêu cái bà niên đó các bạn. Các bạn thấy không? Cái này là đa số là những cái chiếc vỏ lãi nhỏ mà gắn động cơ chạy các bạn không? 6 bạo ha. Chỗ này thì tàu thuyền qua lại rất là nhiều. Giờ thì chút nữa cho các bạn xem ha, mấy cái chiếc nó vỏ lãi, nó gắn động cơ đò, nó sẽ chạy tốc độ rất là cao đi ngang cái khúc cua này đây. Ở trên màn hình ảnh nhỏ các bạn thì có mấy chiếc này là cái chiếc tàu cá này rất là bự các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chỗ này là ở chỗ là sông cái bé cái lớn gì đây. Chỗ này rất là nhiều ha. Rất là nhiều tàu thuyền to to không nè. Này các bạn thấy chưa? Đó. Wow, cái chiếc này chạy quá dữ các bạn. Các bạn thấy dữ dằn chưa hả? Ngờ quá dữ ha, cái máy. Hiện tại thì trời đang mưa nha các bạn. Vì cái ống kính máy quay này quay rất là xa các bạn. Chiếc vỏ thì nó chạy quá nhiều, trời thì đang mưa. Lục bình ở trên sông. Đây các bạn, đây thì trên màn hình các bạn thấy những cái chiếc vỏ này chạy, các bạn thấy dã man chưa? Mấy chiếc này nó chạy có phải là 80-70 cây số trên giờ nha. Đó các bạn thấy chưa? Wow, kinh khủng thiệt chứ. Hỏng hầu như là hơn nửa chiếc luôn nha. Rất là nhanh luôn. Rồi ở phía đằng này thì có một chiếc đang chạy ra ha. Rất là sở thích mình, rất là thích ngắm những cái chiếc vỏ thế này đây. Bây giờ thì anh này anh đang ghé vô cây xăng để anh đổ xăng. Mình đang có mặt ở trên một cái cây xăng ở cái chỗ này ha. Đấy các bạn thấy chưa, chị giả mang chưa, ở trong một cái con kinh nhỏ đấy. Ôi ơi, đã ghê luôn. Mạnh lên anh ơi. Wow. Đây. Ở đây đa số thì người ta bằng giao thông, đa số là người ta dùng cái đường sông nước để ta di chuyển các cái gạch tưới luôn nha các bạn. Đây cái chiếc này đang đổ xăng đây ha. Đây, cái này anh này anh sẽ chuẩn bị anh chạy nha các bạn. Cái này là chỗ này là cái chỗ này là cái dàm đập đá ha của bà niên. Wow, nguy hiểm quá.
các bạn thấy nó chạy kinh khủng chưa. Đây là ở trên sông ha. Mấy cái động cơ thì đa số là từ Isuzu rồi đó các bạn, máy 6 rồi đó. Đấy là trời mưa mà mấy anh chạy rất là dữ đó. Cái này vỏ này chở ga hay sao ha? Đang ôm cua vô. Những chiếc vỏ như thế này thì chỉ có ở miền Tây mình mới có nha. Mà ở cái nơi khác thì mình thấy rất là ít á. Gửi đi ra thôi. Là dữ dội nha các bạn. Cái vỏ này nó có cái lá tầm khoảng 3 mét á. Tối rồi. Mấy chiếc này thì cũng như mình đã nói là cũng giống như là chiếc taxi nha các bạn. Taxi miền sông nước đó. Có cái lá là ví dụ như các bạn đi đâu thì alo cái thì mấy anh em này sẽ tới hỗ trợ cho các bạn hết mình luôn. Đa số vỏ này là vỏ đò không ha, cứ đi xuôi đi ngược đi dọc gì anh em các bạn nào muốn đi đâu thì cũng được, cứ điện thoại là mấy chiếc này sẽ gọi hỗ trợ cho các bạn. Nhất là ở đây, đây là một cái ngã ba nha, đó. Này là ở đập đá Tà Niên vậy đây, tại nãy mình nghe chú cho mình biết cái thông tin là vậy. Wow, dữ dằn ha. Bên ra quá là nhiều tàu thuyền ở đây các bạn. Cái chỗ mình đang đứng ở chỗ này là khoảng tháng 2, tháng 3 là nước mặn nha, còn bây giờ thì tháng 5, tháng 6 cho nên là nước ngọt, bởi vì cái chỗ này là cũng như là một cái cửa biển vậy đó các bạn. Bên này thì nó có cái gì đây, miếu gì đây, có các bạn nào ở gần đây thì nhớ để lời dưới lời bình luận cho mình biết ha. Cái miếu cây miếu gì, miếu cây phức cái chữ đó mình không biết, à không thấy cái chữ gì ha. Miếu cây dương, à đúng rồi, thấy à. Không còn thấy luôn các bạn. Ủa, các bạn thấy dữ dội chưa? Chiếc tờ ở trong một cái ngã ba đi ra nè. Này là đa số là mấy anh này đưa đò thôi nha. Isuzu hoặc Mitsubishi hay gì đó. Chạy rất là nhanh các bạn. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Ở phía sau thì có một chiếc vỏ đang chạy tới, mà ở trước thì có một chiếc này nó đang chở rất là khẩm ha. Chiếc vỏ ghe này chở xi măng nè. Chỗ này thì nguy hiểm quá.
ớn kìa. Cái anh ở phía sau thì anh không dám chạy qua mặt, anh chạy nhanh thì nó sẽ xảy ra rủi ro. Ngó cái anh ở phía sau thì anh từ từ anh sẽ qua mặt một cách nhẹ nhàng. Rồi chú phía trước thì cũng không chịu cho qua mặt, ổng cứ lên ga hoài luôn. Chiếc ghe này ở miền Tây còn gọi là chiếc ghe tam bản nha. Rất là khẩm luôn ha. Rồi anh này qua mặt đây. Chở chú bên kia chở cát và xi măng. Nguy hiểm quá các bạn. Giống như thuyền không đáy trong phim Tây Du Ký vậy. Ở miền Tây sông nước của mình thì nó có rất là nhiều cái thú vị để xem về tàu thuyền ha. Này các bạn, một mình ơi mà liều chạy giữa sông luôn. Cái sông này cũng rất là dài, chiều ngang nó có khoảng tầm 500m á. Mình độ đoán thôi nha, chứ mình không chính xác được. Các bạn mấy anh em ở đây thì có chỗ nào sai sót thì thông cảm cho mình ha. Chiếc ghe đó thì độ khoảng tầm cấp chở khoảng được 1 tấn mấy. Thấy các bạn thấy như vậy chứ cũng gần 20 bao xi măng đó nha, cũng 10 mấy bao với lại thêm một mình thấy có đống cát ở dưới nữa. Anh này anh đang chạy ra các bạn, hòa dữ dằn ha. Vỏ đòn đặt máy dữ dằn các bạn, rất là ấn tượng luôn. Taxi đó, taxi miền sông nước là đây. Quá nhanh. Wow, nguy hiểm vậy. Này, cái vỏ này đang chạy tốc độ rất là nhanh ha, chở cũng rất là khẩm luôn. Các bạn thấy rất là đẹp mắt. Mấy anh này chạy hết công sức luôn các bạn. Cứ chạy ngang đây giống như một cái con ong bầu, là một cái dèo ngang là mất tiêu ha. Qua cua này wow, rất là dữ dội. Chưa tài công ở đây là giống như đã có bằng cấp đi các bạn, thì rất là dữ. Các bạn thấy anh chạy dữ dội ha. Ở trên phía trên kia là nhà dân rất là đông. Trên nữa là đường lộ. Máy này mình không biết là cái máy gì ha. Hiện tại thì cái này là mình đang ở Tà Niên nha các bạn. Bên kia thì có chiếc một chiếc ghe cát rất là khẩm.
chỗ này là dùng người ta đi tàu thuyền sông nước là rất là thường xuyên. Ở trên thì đường lộ rất là nhỏ, chợ chạy rất là chậm. Như các bạn thấy mấy chiếc đò ngang không? Đây nữa này. Ở trên các bạn thấy không, nhà rất là đông luôn ha. Đây có chiếc ghe đá đang chuẩn bị ghe cho cát, chuẩn bị quẹo vô cua nha các bạn. Có cháu nhỏ đang ngồi phía sau lái bánh lái. Đây cái chỗ này đụng vô đây đây ha. Ghe này chở cát vô mấy cái con kinh nhỏ. Này không biết có trục bô không ha. Các bạn, giờ ở phía đằng này chở rất là khẩm ha, nguy hiểm quá. Một chiếc này chở đá bụi. Trên màn hình ảnh nhỏ các bạn thì mày thấy một cái chiếc vỏ chạy tốc độ dữ dội ha. Nhà cửa theo các bạn thì tốc độ này khoảng được bao nhiêu cây số và bao nhiêu lý? Nó chạy kinh khủng chưa? Cái chiếc này nó chạy từ ngoài phía biển về nè các bạn. Quá dữ ha. Quá trời mấy chiếc đò này nó chạy khủng khiếp thật chưa? Quá dữ rồi các bạn. Trời ơi con trời nó chạy kìa má ơi.
ra biển luôn rồi các bạn. Thì các bạn thấy mấy cái vỏ đồ đỏ ở đây nó chạy dữ dằn ha, nó cũng nó có thể là nhanh hơn xe máy các bạn di chuyển ở trên bờ đó. Nghĩ các bạn thấy chưa, các bạn biết tại sao mà người ta gắn cái chân vịt cho nó chạy như vậy không? Tại vì á, chạy như vậy là tốc độ rất là nhanh, còn nếu mà chạy lì lì dưới nước á, thì rất là khó ha. Đó, các bạn thấy chưa, đa số là những cái chiếc này nó chạy thẳng không có chuyền nhông ha. Ủa, dữ dằn ha. Quá dữ. Đây các bạn, đây giống như hai chiếc đang đua nhau ha. Wow. Quá dữ. Chạy rất là xa mà cái tiếng máy các bạn nghe như máy bay vậy ha. Chiếc nào cũng chạy dữ dội các bạn. Đây chính thức là một cái chiếc đò chở nhiều khách đây. Thấy các bạn thấy không? Thường nhật ở chỗ này thì đa số là họ di chuyển bằng đò thì nó sẽ thuận tiện hơn bằng xe. Vì bằng xe thì nó rất là bất tiện. Ở trên thì nó có nhiều cái con đường rất là khó đi. À, các bạn thấy không? Cái chiếc này nó có đóng cái chiều dài rất là dài để cho cái gì thon và nhanh. Có thể là nó dài khoảng 30 mét. Dữ dằn chưa? Vì nó bị phức cái phà đó các bạn, bởi vì nó hơi mờ mờ ha. Đây chỗ này là ngay cái bến phà đây.